Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Xuất khẩu Lao động Nhật Bản. Dạo gần đây thì mình có nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn đang tìm hiểu đi Nhật là em có hình xăm thì có tham gia đi xuất khẩu lao động Nhật Bản được hay không? Và với hình xăm như vậy thì có thể đi được những cái đơn hàng như nào? Thì để trả lời những cái câu hỏi trên thì mình sẽ quay lại một cái video clip ngắn và chia sẻ những cái thông tin kiến thức để giúp cho các bạn đang tìm hiểu đi Nhật có thể lựa chọn cho mình những cái đơn hàng phù hợp nhất nhé. Và mình sẽ đi vào chủ đề chính ngày hôm nay luôn là các bạn có hình xăm thì có tham gia cái chương trình đi xuất khẩu lao động Nhật Bản được hay không? Đối với những bạn, đặc biệt là những bạn trẻ, các bạn có những cái hình xăm nhỏ, kín hoặc là những cái hình xăm lớn và lộ thì tất cả các bạn đều có thể tham gia được cái chương trình xuất khẩu lao động Nhật Bản. Tuy nhiên với mỗi trường hợp khác nhau, các bạn có những cái thông tin về năm sinh, về chiều cao cân nặng cũng như là những cái kinh nghiệm làm việc khác nhau và những cái hình xăm khác nhau thì các bạn sẽ đi được những cái đơn hàng khác nhau. Đối với những bạn có hình xăm nhỏ và kín, hình xăm nhỏ là hình xăm có kích thước dưới một găng tay và ẩn ở trong người, nghĩa là các bạn khi mặc quần áo thì sẽ không bị lộ hình xăm. Với những bạn có hình xăm nhỏ và kín như vậy, đặc biệt là đối với những bạn nữ từ độ tuổi 18 cho đến 33 và những bạn nam từ độ tuổi 18 cho đến 35 thì bên công ty mình vẫn sẽ xử lý được và có những cái đơn hàng làm trong công xưởng để các bạn có thể tham gia, đảm bảo cho cái công việc của mình được làm trong nhà xưởng không quá là vất vả, cũng như là về cái lượng công việc đều cũng như là làm thêm nhiều. Và khi mà mình đi khám sức khỏe thì bên bệnh viện người ta vẫn sẽ có một cái yêu cầu là yêu cầu các bạn cam kết xóa hình xăm. Tuy nhiên thì bên công ty mình vẫn sẽ hỗ trợ và xử lý cho các bạn được, vẫn tham gia được những cái đơn hàng tốt và vẫn xuất cảnh bình thường mà không phải xóa xăm. Còn đối với trường hợp thứ hai là những bạn có hình xăm lớn và lộ, những cái hình xăm lớn là hình xăm có kích thước trên một găng tay và đa phần các bạn xăm ở cánh tay hoặc là xăm ở bắp chân, thì khi mà mặc quần áo ngắn thì hình xăm này sẽ lộ ra. Thì với những bạn có hình xăm lớn và lộ như vậy thì các bạn càng không nên xóa xăm, bởi vì dù các bạn có xóa xăm đi chăng nữa sẽ để lại sẹo. Và những cái đơn hàng mà đã không nhận xăm rồi thì dù các bạn có xóa xăm thì người ta cũng sẽ không nhận bạn đâu. Thay vào đó thì các bạn sẽ lựa chọn những cái đơn hàng nào chấp nhận hình xăm. Vì vậy các bạn sẽ ít cái sự lựa chọn trong cái việc lựa chọn đơn hàng hơn. Đối với nữ thì các bạn có thể đi được những cái đơn hàng về nông nghiệp, và đối với nam thì các bạn có thể đi được những cái đơn hàng liên quan đến nông nghiệp hoặc là xây dựng. Ở nông nghiệp thì có nông nghiệp trồng trọt, nông nghiệp chăn nuôi. Còn đối với xây dựng thì có rất là nhiều công việc như là xây trát, giàn giáo, cốt pha, lái máy xây dựng, lắp đặt, hoàn thiện nội thất, thì rất là nhiều công việc. Và một cái ưu điểm khi các bạn tham gia đơn hàng xây dựng đó chính là cái mức lương rất là cao và các bạn có cái cơ hội làm việc từ 3 đến 5 năm. Kể cả những bạn đi đơn hàng làm trong công xưởng hoặc là làm ngoài trời như là đơn hàng xây dựng nông nghiệp thì với mỗi công việc khác nhau các bạn sẽ có những cái vất vả khác nhau, và mục tiêu chính của các bạn khi mà sang Nhật đó chính là kiếm tiền. Vì vậy những bạn nào mà có hình xăm lớn và hình xăm lộ thì các bạn không nên quá là kén chọn đơn hàng. Có một số những cái đơn hàng làm trong công xưởng có thể nhận xăm kín nhưng sẽ yêu cầu về kinh nghiệm, đó chính là đơn hàng cơ khí. Những bạn nào mà có kinh nghiệm về cơ khí nhưng lại có hình xăm lớn thì các bạn vẫn có thể tham gia thi tuyển đơn hàng cơ khí và làm việc trong công xưởng như bình thường. Hiện nay thì công ty mình ở ngoài Hà Nội một tháng thì có rất là nhiều đơn hàng, từ đơn hàng thực phẩm, cơm hộp, điện tử, đơn hàng xây dựng, cơ khí, nông nghiệp, may mặc, rất là nhiều đơn hàng để các bạn có quyền được lựa chọn. Từ các bạn không có hình xăm cho đến những bạn có hình xăm, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số Zalo 0374988926 để mình có thể hỗ trợ tư vấn trực tiếp cũng như là chọn ra những cái đơn hàng phù hợp nhất nhé. Đến đây thì mình xin được kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng tiếc một like và đăng ký kênh của mình để có thể nhận được thêm nhiều video hơn nhé. Xin chào mọi người, bye bye.